để xuất ngoại thành công. Câu chuyện xuất ngoại của bóng đá Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận sau khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải đầu quân cho Bao FC Pháp. Làm sao để những cầu thủ sau Quang Hải lựa chọn được bến đỗ như ý tại nước ngoài và có cơ hội phát triển là vấn đề đáng bàn. Từ Công Phượng đến Văn Hậu, khi U19 Việt Nam của lứa như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường gây tiếng vang nhờ lối chơi kiểm soát bóng hoa mỹ, bầu Đoàn Nguyên Đức từng nói rằng tương lai các tài năng này đáng giá cả triệu đô. Không lâu sau, mặc dù các cầu thủ trên đã ghi dấu ấn tại đấu trường quốc nội và thể hiện được bản thân trong màu áo đội tuyển quốc gia, nhưng lại không thành công trong những lần xuất ngoại đầu quân cho các đội bóng có tiếng tại Thái Lan, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Họ cũng nhanh chóng bị trả về bởi không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Từng có thời điểm, nhiều người cho rằng các đội bóng nước ngoài chiêu mộ cầu thủ Việt Nam chỉ mang mục đích thương mại, nghĩa là thông qua danh tiếng của những cầu thủ đó, câu lạc bộ đã thu hút được đông đảo người hâm mộ tại Việt Nam, đồng thời mang về những bản hợp đồng tài trợ béo bở. Văn Hậu là một trong số đó. Là hậu vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam, Văn Hậu đã có một chuyến phiêu lưu mạo hiểm tại bóng đá Hà Lan khi đầu quân cho câu lạc bộ sáng chế Herenveen. Số lần ra sân ít ỏi cộng với việc không cạnh tranh được vị trí với các đồng nghiệp tại châu Âu khiến Văn Hậu nhanh chóng bật bãi. Từ khi về nước, chấn thương cùng với việc lâu ngày chưa thi đấu khiến phong độ của Văn Hậu giảm sút nghiêm trọng. Đánh giá về tiềm năng xuất ngoại của các cầu thủ bóng đá Việt Nam, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải thẳng thắn, trình độ của bóng đá Việt Nam mới chỉ đáp ứng ở tầm khu vực. Thay vì chọn những câu lạc bộ ở nền bóng đá cấp cao như Nhật Bản, Hàn Quốc hay tại châu Âu thì tại sao các cầu thủ không đầu quân cho một đội bóng tại Đông Nam Á? Các câu lạc bộ tại Thái Lan hay Singapore đều được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp, sẵn sàng đáp ứng về vấn đề chuyên môn cũng như tiền bạc cho cầu thủ. Nếu thành công trong các giải đấu tại khu vực, lúc đó các cầu thủ Việt Nam mới tính tới các giải đấu cao hơn. Quang Hải sớm hòa nhập với các đồng đội mới tại Bao FC, cần biết mình, biết ta. Nói như chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải, cầu thủ bóng đá Việt Nam phải biết mình, biết ta, lắng nghe bản thân mình muốn gì và có thể đáp ứng được những gì. Câu chuyện của thủ môn Đặng Văn Lâm là một ví dụ điển hình. Anh chọn đầu quân cho Mo Athom United tại Thái Lan và ghi dấu ấn tại đây. Không lâu sau, Văn Lâm được câu lạc bộ Cerezo Osaka tài chi một lít Nhật, chiêu mộ với điều khoản hợp đồng và chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Cho tới thời điểm này, Văn Lâm là cầu thủ Việt Nam thi đấu thành công nhất tại nước ngoài. Gần đây, việc tiền vệ Nguyễn Quang Hải từ chối một số đội bóng danh tiếng tại châu Âu để lựa chọn đầu quân cho câu lạc bộ Le Havre FC tại giải hạng nhì nước Pháp đã mang đến nhiều hứa hẹn. Bản thân Quang Hải thừa nhận Le Havre FC là đội bóng phù hợp để anh có thể cạnh tranh vị trí đá chính trong đội hình. Ở chiều hướng ngược lại, Le Havre FC cũng rất trân trọng khi dành tặng Quang Hải bản hợp đồng kéo dài 2 năm cộng điều khoản gia hạn 1 năm. Chỉ mất chưa đầy một tuần tập luyện, Quang Hải đã có sự bắt nhịp rất nhanh và mới đây anh đã ghi bàn cho Le Havre FC trong trận thắng Lyon 0 tại khuôn khổ giao hữu. Dẫu biết chặng đường của Quang Hải vẫn còn nhiều chông gai tại nước Pháp, nhưng ít nhiều, bản hợp đồng này mang tới nhiều kỳ vọng cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đánh giá về quyết định gia nhập Bao FC của Quang Hải, nhà báo Trương Anh Ngọc cho rằng, những ai có con đi du học nước ngoài mới thấy, quãng thời gian ban đầu để con cái hòa nhập với cuộc sống mới khó khăn và vất vả như thế nào. Và với cầu thủ bóng đá cũng vậy, bản thân Quang Hải cũng thừa nhận, ở Việt Nam thì cậu ấy là một cái gì đó. Nhưng khi ra nước ngoài, Quang Hải là con số 0, bóng đá Việt Nam là con số 0. Quang Hải muốn trải nghiệm xem trình độ của bản thân đến đâu và đây là thời điểm thích hợp nhất. Tôi cho rằng quyết định gia nhập Bao FC của Quang Hải là chính xác. Phần còn lại là ở Quang Hải, xem cậu ấy sẽ thể hiện thế nào mà thôi. Cùng quan điểm trên, cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn nhận định việc Quang Hải mạnh dạn tìm đến một sân chơi lớn như Ligue 2 là điều đáng quý. Nếu Quang Hải không dũng cảm thì chúng ta không biết bóng đá Việt Nam đang ở đâu. Tất nhiên, sau những chuyến xuất ngoại không được như ý của Xuân Trường, Công Phượng hay Văn Hậu trước đó, Quang Hải phải tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân để có sự chuẩn bị chu đáo. Điều quan trọng nhất của Quang Hải lúc này là sự tự tin, sớm hòa nhập với đội bóng mới và cuộc sống mới tại Pháp. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.